Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của Dương C. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Bảo Nguyễn, bạn hỏi là: anh ơi, anh thấy con Galaxy A80 có phải là con điện thoại hàng chính hãng giảm giá nhiều nhất hay không? Vì em thấy giá hãng là 15 triệu mà Samsung S bán có 11 triệu rưỡi. Trước đây anh đã thấy điện thoại chính hãng nào sale off nhiều hơn như thế hay chưa? Và anh cho em hỏi anh thấy Galaxy A80 như thế nào? Rồi, với cái câu hỏi này các bạn ấy, thì mình thấy là với mức giá giảm 3 triệu rưỡi của Galaxy A80 thì đó là mức giá mà Cellnex đã trừ đi hết quà của cơ sở này. Và mình thấy là đây là một trong những mức giá cũng đáng để cho chúng ta cân nhắc đấy. Tuy nhiên là Galaxy A80 không phải là sản phẩm mà được giảm giá nhiều nhất trong những cái sản phẩm mà mình từng biết. Ví dụ ngày trước chẳng hạn, Cellnex họ đã từng giảm giá Galaxy S10 từ tầm khoảng 20 triệu xuống còn khoảng 15 triệu thì phải. Thế xong rồi Galaxy S10 Plus từ khoảng 22 triệu xuống còn khoảng 17 triệu, nghĩa là giảm giá 5 triệu, là về giá trị tuyệt đối là đã hơn so với cả Galaxy A80 rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà tính xét ở trên tỷ lệ phần trăm ấy thì ngày trước có những cái con nó được giảm giá kinh lắm. Mình nhớ là cái thời mình còn chưa làm review cơ, thì hồi đó là cái con BlackBerry Z10 này đang từ 12-13 triệu đùng một phát giảm xuống còn khoảng 4 triệu rưỡi. Thế xong lúc đó là mình đi mua ngay đấy, mình đi mua ngay. Thế xong rồi về nhà nhá, mình kể cho bạn nghe buồn là cười lắm, mình còn đi bán lại còn được có lãi cơ đấy. Mình bán lại được 4,8 triệu ngay đêm hôm đấy, mình bán lại luôn đúng 1 giờ đêm, gọi điện đến chung cư của mình mua đấy, vì quá nhiều người bán và lúc đó là cháy hàng cái BlackBerry đấy. Thế xong có một lần mình cũng đi săn, đấy là HTC 8X thì lúc đầu là 12-13 triệu, xong rồi đùng phát giảm giá xuống còn khoảng hơn 3 triệu. Thế là mình đi mua, mình đi săn luôn, mua luôn con đó. Đấy là mới là những cái con mà điện thoại hàng chính hãng mà là giảm giá khủng khiếp nhất. Thế còn sách tay thì mình đã gặp ở trên rất nhiều sản phẩm LG rồi. Đấy. Còn mình cảm thấy sao về Galaxy A80? Thì mình cảm thấy là tất cả mọi thứ của sản phẩm này đều khá là ổn, chỉ trừ hai cái điều, à chính xác ra là ba cái gợn mà mình thấy là nó chưa xứng đáng ở trong tầm giá. Thứ nhất đó là cái con chip của nó đấy. Mình cũng giống như các bạn thôi, với chip 730G mặc dù là một con chip mạnh nhất trong tầm trung bây giờ rồi, nhưng mức giá đó cũng khiến cho nhiều bạn vẫn lăn tăn. Kể mà nó là con chip đầu 8 thì phải là ngon hay không, nhưng nếu mà đợi đầu 8 và với giá này lại thương hiệu Samsung nữa thì chắc con này cháy hàng mất. Đấy, nó phải cân bằng mọi thứ mà, tất cả mọi thứ đều là sự đánh đổi cả. Được cái này thì phải mất cái kia. Đấy, nó bị mất đi một tí vào chip. Nó chỉ được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 3. Đấy, và cái điểm thứ ba mà mình chưa hài lòng đấy là cái trọng lượng của nó rất nặng. Đấy, đây là ba cái điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng với con này. Còn lại thì tất cả mọi thứ từ thiết kế này, từ màn hình này, từ camera này, từ pin này, từ sạc nhanh này, từ vân tay bên trong màn hình này, rồi là camera xoay lật các thứ đấy, thì mình cảm thấy đều rất ổn. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Khải Khải. Bạn hỏi là: anh ơi, mong anh trả lời chip Apple A12 trên iPad mini 7.9 inch chơi game nặng 800MB bao nhiêu năm nữa? Thoải mái luôn bạn ạ. Với game nặng 800MB bây giờ thì kể cả iPad E2 của mình còn chơi được cơ mà. Mình nghĩ là khoảng 4 năm nữa Apple A12 trên iPad mini 7.9 inch chơi vẫn ngon. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một bạn tên rất là dài. Bạn hỏi là: chào anh Dương, chúc anh sức khỏe và thành công. Rồi, cảm ơn bạn. Em đang cần một sản phẩm Android pin ổn trên 3.500, chụp hình và quay phim đẹp, đặc biệt là Full HD 60fps. Vì em hay đi du lịch nên là muốn quay phim để làm những video du lịch và giá phải dưới 10 triệu nha anh. Em cảm ơn nhiều. Nếu mà như thế này thì mình nghiêng nhất về con gì nhỉ? Con Samsung Galaxy Note 9. Đấy, con này là chụp hình khá đẹp, quay phim cũng đẹp, có quay video Full HD 60fps. Đấy, nhưng mà nếu mà bạn muốn mua một sản phẩm hàng mới này và có thêm cả camera góc rộng nữữa thì bạn có thể nghiên cứu sang Redmi K20 Pro hoặc là Xiaomi Mi 9 cũng được. Nhưng mà Mi 9 thì pin của nó không trên 3.500 nên là K20 Pro sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn. Đấy, có camera góc siêu rộng để bạn có thể quay video và giá thì là cũng dưới 10 triệu. Đấy, còn thu âm thì cái con K20 Pro đấy chỉ gọi là thu âm không tốt bằng so với cả Samsung Apple thôi, chứ còn thu âm của nó có thể coi được là chấp nhận được ở trong cái tầm giá. Đấy, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Sư Phụ Vai Ca. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, cho em hỏi những điện thoại kháng nước có quay video dưới mặt nước được 2-3 phút hay không? Cái này là hên xui nhé bạn nhé. Có thể là bạn quay video dưới nước 2-3 phút không vấn đề gì, nhưng mà có máy sẽ chết luôn. Đấy, có những máy mà chẳng cần phải quay video, các bạn chỉ cần để xuống dưới nước thôi là nó đã có thể chết luôn rồi. Và cái kháng nước thì các hãng họ cũng sẽ không bảo hành cho các bạn cái tính năng này. Nếu mà máy bị vào nước là chúng ta coi như là
không được bảo hành luôn, bởi vì bên trong họ có để quý tín vào đấy để họ biết xem là bạn có để cho máy vào nước hay không. Đấy. Còn nếu mà đi quay video dưới nước ấy, thì mình khuyên các bạn là nên mua thêm một cái túi này, đấy, cái túi chống nước ấy. Đấy, các bạn cho cái điện thoại vào đó xong các bạn dán nó lại xong quay thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Điện Lạnh Tâm Đức. Bạn hỏi là: chào bạn, mình đang định mua cho con gái, con mình chỉ cần camera đẹp và pin dùng lâu một tí, pin trâu có USB Type-C, trong tầm giá dưới 4 triệu thì bạn tư vấn giúp mình với. Mình cũng với những yêu cầu trên, dưới 5 triệu thì có con nào đáp ứng tốt, mong bạn tư vấn. Sắp tới sinh nhật con mình nên là mình cần mua gấp, cảm ơn bạn. Rồi, với các yêu cầu của bạn ấy thì mình nghĩ là bạn nên mua cho con bạn trong tầm giá dưới 4 triệu sẽ là sản phẩm Redmi Note 7. Đấy, Redmi Note 7 thì có camera đẹp, pin trâu và bạn hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài được. Con này có USB Type-C. Lúc đầu thì mình định nghĩ là hay là tư vấn cho bạn con Lenovo Z6 Youth, bởi vì con này cũng dưới 4 triệu và bạn sẽ được chip 710 mạnh mẽ hơn rất nhiều này. Bạn sẽ được RAM 4GB, được ROM 64GB, nhưng mà mình nghĩ là con gái cũng không cần thiết đến cái đó, mà đánh đổi lại thì bạn lại bị một cái camera nó kém hơn là Redmi Note 7, nên là mình nghĩ là Redmi Note 7 sẽ là sự lựa chọn hợp lý trong tầm giá dưới 4 triệu. Còn nếu mà dưới 5 triệu thì lúc đầu mình thấy tốt nhất sẽ là con Redmi X Lite, nhưng mà cái con đó thì nó lại không có USB Type-C, nên là thôi, nếu mà đã dưới 5 triệu như thế thì nếu mà bạn mua được thì có thể sẽ là Mi 8 SE. Mi 8 SE thì pin không quá trâu đâu, nhưng mà nó có sạc nhanh và pin của nó cũng là mức độ hợp lý, thì Mi 8 SE dưới 5 triệu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho con gái của bạn. Và cái kiểu dáng của nó cũng rất phù hợp với cả các bạn nữ, đặc biệt là những cái màu nó hơi phơn phớt hồng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Bình Thanh. Bạn đã hỏi là: em muốn mua một máy chơi game siêu nặng giá từ 14 đến 18 triệu, tất cả các loại máy mới, cũ, line new, sách tay, lóc. Em chỉ mua để chơi game. Em đang dùng máy để nghe gọi là iPhone 7 cộng. Em cảm ơn anh và chúc anh và gia đình mạnh giỏi. Cảm ơn bạn. Với yêu cầu này của bạn ấy, thì lúc đầu mình nghĩ đến con ROG Phone 2, nhưng mà ROG Phone 2 thì nó lại chưa bán ra ở Việt Nam. Đấy, nên là nếu mà bây giờ trong cái tầm giá từ 14 đến 18 triệu, đầu tiên nếu mà là Android thì mình nghĩ đến cái sản phẩm OnePlus 7 Pro với mức giá từ 14 đến 15 thôi. Đấy, OnePlus 7 Pro thì nó chạy chip 855 này, có UFS 3.0 và con đó có màn hình 90Hz thì chơi game rất sướng luôn. Đấy. Hoặc là bạn có thể tiết kiệm hơn bằng việc bạn mua Black Shark 2. Black Shark 2 cũng là một con chơi game rất ngon. Đấy, còn nếu mà bạn muốn mua iOS thì bạn có thể mua iPhone 10S Max Lock để mà chơi game được. Đấy, bây giờ thì hàng lock nó vẫn đang gặp một số vấn đề, nhưng mà chúng ta có thể fix lỗi được rồi. Đấy, nên là bạn vẫn có thể mua hàng lock được. Và hàng lock thì chơi game chẳng khác gì hàng quốc tế cả, và thay thế linh kiện cũng y hệt với hàng quốc tế luôn. Nên là từ 14 đến 18 triệu đưa ra hai sự lựa chọn. Một, đó là OnePlus 7 Pro, và hai là iPhone 10S Max Lock. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Long Đỗ. Bạn hỏi là: chào anh, chúc anh có buổi tối bên gia đình và chúc anh có sức khỏe để review những sản phẩm mới nha. Cảm ơn bạn. Em có câu hỏi là: chiếc điện thoại nào hoàn hảo về mọi mặt trong phân khúc từ 5 đến 7 triệu? Chỉ Samsung hoặc Xiaomi thôi, vì em chỉ kết hai hãng này thôi. Mong được anh giải đáp. Mong em đang lên sóng. Với cái câu hỏi này của bạn ấy thì mình thấy là trong tầm giá từ 5 đến 7 triệu, nếu mà là hàng cũ thì con Samsung Galaxy Note 8 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Đấy, nếu mà là hàng mới đi thì Samsung mình thấy là có con Galaxy A70. Nhưng mà A70 thì chưa lựa chọn được, chắc chỉ có A50 thôi. A50 sẽ là một trong những sự lựa chọn ở trong tầm giá này của hàng chính hãng. Còn nếu mà Xiaomi thì trong tầm giá từ 5 đến 7 triệu mình sẽ lựa chọn Xiaomi Mi 8. Đấy là những cái tư vấn của mình dành cho bạn, và những cái sản phẩm đó gần như là hoàn hảo trong tầm giá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Khánh Ngô. Bạn hỏi là: chào anh Dương, em rất thích chiếc Mi 9T nhưng mà chỉ có 5 đến 6 triệu. Em định đợi K20 trong vài tháng nữa giảm giá xuống hay không? Và nếu xài K20 thì có tiếng Việt hay không? Em cảm ơn anh và chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn. Một cái câu hỏi mà không có bất kỳ một dấu chấm phẩy nào ở đây, mình đọc mãi mới được. Với cái câu hỏi này của bạn ấy thì 2 tháng nữa chắc chắn là K20 sẽ giảm giá xuống, chắc thì tầm khoảng 6 triệu thôi. 6 triệu là một mức giá rất hợp lý trong 2 tháng nữa. Còn K20 thì có tiếng Việt cài được, 2 tháng nữa thì chắc chắn là sẽ có. Bây giờ là đã có rồi, nhưng mà 2 tháng nữa thì chắc chắn là sẽ có nhanh hơn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn PXXANT. Bạn hỏi là: chào anh, cho em hỏi từ 6 đến 8 triệu máy nào tốt nhất cho các tiêu chí sau đây? Em đang dùng iPhone 6S, camera tốt, màn hình đẹp, âm thanh không tệ, cấu hình ít nhất từ 835 trở lên, có 2 SIM. Em rất thích LG V40 nhưng nó chỉ có 1 SIM,
Rất đơn giản thôi, mình sẽ có một vài sự lựa chọn như thế này cho bạn. Đó là Samsung Galaxy S9 Plus. Đấy, S9 Plus nhưng mà bản Hàn các bạn nhé. Nó có camera tốt, màn hình 2K của nó cực đẹp, âm thanh của nó rất hay với công nghệ Dolby Atmos. Cấu hình của nó chắc chắn là hơn chip 835 rồi, bởi vì con chip Exynos của nó phải ngang với 845 cơ. Con này có 2 SIM và đó là sự lựa chọn mình nghĩ là hoàn hảo trong tầm giá. Còn nếu không thì bạn cũng có thể lựa chọn Mi 8 hoặc là Redmi K20 trong tầm giá từ 6 đến 8 triệu. Hai sản phẩm đó thì đều có camera tốt, có màn hình đủ đẹp, âm thanh không tệ. Đấy, không tốt nhưng mà không tệ. Chip thì là đều là 845 với cả 730 rồi, đều rất là ngon rồi, có 2 SIM. Đấy, đấy là những cái lựa chọn để cho bạn có thể thay thế cho LG V40, vì V40 chỉ có 1 SIM mà thôi. Đấy, và như vậy là cái câu hỏi của bạn PXANT cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.